Có rất nhiều anh em tò mò không biết cái hộp này dùng để làm gì. Và hôm nay xin giới thiệu tới anh em, đây là hộp đựng đồng hồ du lịch dành cho những anh em nào mà thường xuyên hay đi công tác, hay đi du lịch hoặc là hay xa nhà. Thì những chiếc hộp đựng đồng hồ tĩnh kiểu dạng du lịch như thế này thì sẽ giúp bảo vệ cho chiếc đồng hồ. Khi anh em không sử dụng thì chúng ta cho đồng hồ vào đây, chúng ta có thể để trong vali này, để trong ô tô này. Đấy, thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái đồng hồ của mình. Về thiết kế thì anh em có thể nhìn thấy mình đang sẵn các cái hộp tĩnh này, gồm đựng một chiếc đồng hồ và hai chiếc đồng hồ khi mà anh em đi công tác. Có thể đựng được một chiếc thay đổi khi mà mình đi tắm, là đi công tác, đi tắm hoặc gì ấy, thì mình có thể cho vào trong hộp tĩnh này và mình cho vào vali để tránh cái sự va đập. Đấy, bên trong thì cái gối nỉ nhung này thì rất là chắc chắn, với thiết kế hai bên có chốt cài, anh em có thể nhìn thấy, với thiết kế rất là tiện dụng và giúp bảo vệ cho chiếc đồng hồ sẽ khỏi phải những cái va đập mạnh và không bị xước. Nếu như anh em để bên ngoài thì sẽ rất dễ bị xước, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà khi chúng ta đi công tác hay đi du lịch này thì chúng ta để vào những cái hộp như thế này thì chiếc đồng hồ thì sẽ không bao giờ sợ bị xước này, bụi bẩn này hoặc là va đập mạnh. Và hiện tại thì bên mình đang sẵn hai màu nâu và đen, gồm hộp đơn và hộp đôi. Thì nếu như anh em có nhu cầu thì có thể inbox và liên hệ cho mình nhé, mình sẽ tư vấn. Cảm ơn anh em.